thẩm tra các báo cáo tờ trình dự thảo nghị quyết về lĩnh vực kinh tế ngân sách do Ủy ban nhân dân thành phố trình tại kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố. Vào chiều nay, ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố, ông Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố và đại diện lãnh đạo các sở ban ngành thành phố tham dự. Các đại biểu góp ý các báo cáo về kết quả thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân thành phố về kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quốc phòng an ninh năm 2023. Công tác xây dựng cơ bản năm 2022 và các nhiệm vụ giải pháp năm 2023, tình hình thực hiện ngân sách năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023. Các đại biểu cũng đã đóng góp nhiều ý kiến cụ thể đối với các báo cáo khác của Ủy ban nhân dân thành phố, đối với các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án cần thu hồi đất để chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 ha trong năm 2023. Đại biểu cũng đề nghị Hội đồng nhân dân thành phố không thông qua những dự án công trình chưa đủ hồ sơ thủ tục theo quy định. Sáng cùng ngày, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ họp thẩm tra các tờ trình dự thảo nghị quyết trình tại kỳ cuối năm 2022 Hội đồng nhân dân thành phố. Trong đó có các tờ trình kèm theo dự thảo nghị quyết về việc giao cho ý kiến về kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 thành phố Cần Thơ, việc điều chỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn vốn ngân sách địa phương, về quyết định dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu chi ngân sách địa phương năm 2023.